nay ta về đây vui với miệt vườn, kia hàng dừa vui đón gió, kia bầu trời quê xanh bát ngát, hương lúa reo trên đồng sắc hương măng nồng, lời ai nhớ mong, chân quen đường xưa qua mấy nhịp cầu, thương sao là thương như những ngày đầu. Cùng mẹ mồ của bác cha, cùng bạn bè vui hát ca, ta sống trên quê nhà bao dấu yêu mặn mà ngọt ngào thiết tha, đậm đà tình thương. Sao dễ quên, quên câu hò hẹn, ngày ngày đùa vui, không hai người chơi. Giờ câu thủy chung ai ngờ, sao qua dòng sông. Nay bao niềm thương tha thiết hẹn về, quê hương là nơi ta sẽ tìm về. Sớm kia cùng tình người bên lũy tre, ôi mến thương vô ngần câu hát xưa ân tình ngàn đời khắc sâu, ôi mến thương vô ngần câu hát xưa ân tình ngàn đời khắc sâu. Gái gì mà nói gì tình người ta vô người ta ngồi tại chỗ rồi hả nói. Đầu làng nói là cuối làng nghe rồi, đi đâu là cái mỏ đi trước không. Dạ. Qua đây chi đây? Con đi tìm má. Con muốn nói với má về cái vụ tương lai đó đó. Hồi nãy giờ má nói con thì cũng không có nói vô tiếng nào, bởi vì con nói giống má y chang luôn. Nè. Nói cái vụ tương lai đi. Dạ con nói tương lai thì con định cho Nam, mà má muốn phủ nhận sự thật hay gì mà má cứ kêu con nói má đang con cho Nam lên Sài Gòn học. Ủa mắc mớ gì đi Sài Gòn học? Trời ơi, mình phải đầu tư cho nó học để nó có tương lai má. Đầu tư gì? Con phải nghĩ đến cái điều kiện để đầu tư được hay là không. Ôi nhà mình có điều kiện mà má, nhà mình có tiền mà, đâu thiếu thốn gì đâu má. Má biết. Dạ. Nhưng mà cái điều kiện là thằng Nam á. Ủa Nam nó bình thường á, nó rất là đẹp trai, rất là lạnh, rất là không có cái gì gọi là không bình thường. Má đang nói về cái vụ học nha. Mỗi lần mà họp phụ huynh đó là cha mẹ nó trốn mất tiêu. Có cái thân già này giác cái mặt đi họp xong ngồi đó chịu nhục với người ta thôi. Đã biết nó học hành cỡ nào ha. Cái đó là tôi chưa tính tới cái hạnh kiểm. Đó. Là lên thành xách qua đây đang nói chuyện mình lết qua đó. Xách qua đây. Rồi sao? Rồi nó học hành vậy là lên thành phố là lên làm sao? Ôi má ơi, chứ con thấy bây giờ má cứ cho nó ở dưới đây học. Rồi nó phải làm nông, làm ruộng ở cái xứ mà khỉ ho cò gái vậy rồi cái sao? Cái gì vậy? Khỉ ho cò gái thì sao? Hả? Hả? Khỉ ho cò gái nè, là đẻ ra mày nè, đẻ ra người như cô Ba Sai nè, rồi nuôi lớn rồi bây giờ đẹp lồng lộn như vậy nè. Khỉ ho cò gái thì sao? Chính, lần đầu tiên con ủng hộ ý kiến này của dì Chính đó. Chính, hồi sáng giờ cô ăn trúng cái gì á mà quyết liệt quá vậy? Hôm nay thằng này nó cũng có duyên nữa nè. Tao không cần ăn trúng cái gì á, tao cũng quyết liệt như thường. Nói mày nghe, bây giờ tỉnh mình là có trường đại học luôn rồi. Thì thôi con nít người ta học xong phổ thông cái người ta thi đại học vô trường đại học của tỉnh mình ta học luôn đi. Rồi ta thi, ta học đại học xong cái ta ở lại tỉnh mình ta làm công chuyện luôn, đúng không? Đâu mà mạnh đứa nào nó nấy học hết 12 cái bắt đầu lên túc Sài Gòn học đại học xong cái mạnh nào nấy ở chỉnh luôn, không gì. Ủa vậy là sao? Rồi tỉnh mình ai làm, ai xây dựng đây? Má. Hả? Con nói thiệt luôn á, má nghĩ cái gì đâu mà nó chứ có gom gọn con cục ở quê à. Con á, con có suy nghĩ còn lớn còn rộng hơn nữa là con sẽ cho thằng Nam đi du học nước ngoài nữa kìa má. Du học luôn? Dạ. Đã vậy luôn? Đúng rồi má, cháu mình mà. Giống con không? Hồi bây học lớp 10, lớp 11 đó, cái cũng 1, 2 đòi du học, đòi Tây Tàu. Rồi bây giờ đó là sao? Hả? Bây giờ sao? Ở không, cày nhỏng.
đi đầu làng cuối xóm chỗ nào cũng xỉa cái mỏ vô nhiều chuyện. Đâu lúc mà nói gì kia. Ủa cái vụ đó đâu cần nói đâu, ai cũng biết mà. Kỳ gì kỳ, Út Phi ơi, ở nguyên cái xóm này ai cũng biết hết trơn á. Ờ đó. Anh vừa phải thôi nha, anh thôi đi. Anh có cưới thế nào mà thôi? Vừa. Thì tôi biết anh chê tôi, cho nên là anh đâu có thèm, đâu có thèm cưới tôi. Nhưng mà tại ai? Anh biết tại ai không? Tại ai mà tôi như vậy? Tại ai mà bây giờ tôi bị nói như vậy? Tại ai mà tôi không tập trung học? Tại ai mà tôi thì gớt? Tại anh đó. Ai nói tôi cũng được á, ai chọc với tôi cũng được, ai xúc phạm tôi cũng được, nhưng mà anh thì không được. Nó còn nghe, nó nói tại mày là đúng đó. Hả? Vụ gì cũng đổ lên đầu con hết trơn vậy? Trang, tớ thấy Trang nên về thành phố học thì sẽ tốt hơn á. Thôi, Trang thấy học đâu cũng vậy à. Quan trọng là do mình thôi. Với lại đây còn có mẹ của Trang nữa. Ừ, cũng đúng, mẹ của Trang ở một mình thì sẽ buồn lắm. Nhưng mà Trang đừng có lo, tại vì ở đây á có chòm xóm láng giềng rồi, người ta sẽ lo cho mẹ của Trang. Trang ơi là Trang. Trang. Ờ, mẹ, con nè. Dạ, con chào cô ba. Dạ. Mẹ kiếm con hả? Trời ơi, con đi đâu á mà điện thoại không nghe máy vậy hả? Dạ, điện thoại con để trong nhà của ông Tám á. Tại vì hôm nay chủ nhật mà mẹ. Con về đây á chỉ lo chơi thôi mà không có lo học hành gì hết. Thôi mà mẹ, chuyện đó mẹ đừng có hối con. Từ từ đi mẹ. Nè, bây giờ á mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Con lớn rồi á, mẹ tôn trọng ý kiến của con. Tỷ ơi. Dạ, con chào ông Tám. Dặn con sao rồi con? Dặn rồi có mấy cái bưởi to à. Thì thôi ta để dành ta tháp, tự nhiên là đem bầu hết rồi sao vậy? Dạ ông nội. Dạ, con xin lỗi ông Tám. Tại vì á, con muốn tự tay con thực hiện thủ công nên là con nhờ tí chỉ con bầu mấy đó. Nên nó mới vậy á. Rồi, nói nghe tôi bó tay luôn chứ sao giờ. Trang ơi là Trang, mẹ nói với con rồi á, con về đây á, con làm ơn con đừng có gây thêm phiền phức gì cho mẹ nữa. Bây giờ mẹ nghĩ kỹ rồi, con phải dọn đồ đi về Sài Gòn liền cho mẹ. Cái gì vậy, cái gì, cái gì vậy, dạy con gì kỳ vậy? Nó không phải á thì dùng lời lẽ đâu đó đó mà dạy dỗ nó, lớn tiếng giữa đông người nữa, nó nhiều khi nó mắc cỡ, con hiểu không? Còn con nữa, nếu mà mẹ con đuổi con á, không có chỗ ở á, qua bên ông thấy không, ông nuôi con ăn học luôn. Tám, con á chỉ la nó như vậy thôi, nó không có bên cạnh con cũng buồn chứ mẹ. Ôi, dùng mình á, ngày xưa là nồng bài tớ, bây giờ là nổi tiếng là ương cá giống với lại trồng trái cây, hiểu không? Còn con á, muốn học về nghề nông á, thì qua bên ông chỉ dạy hết cho con. Ông nói thiệt không ta? Thiệt cái sao không thiệt? Tâm tớ là nói là phải tớ luôn, chứ mà nói là phải giữ uy tín hàng đầu. Con là nhất ngôn cửu đỉnh mà, nói là phải giữ uy tín chứ. Con biết không, muốn làm nhà nông trước tiên mình phải học cái kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm học ai thì chỉ có học tám tới này thôi. Ta nói thí dụ như là bây giờ con phải học thêm cái kiến thức mà thực tiễn của thằng Văn và những cái suy nghĩ đột phá của thằng Luân để mà tạo nên cái kiến thức đó. Cái thứ hai nữa là gì? Là con phải đậu đại học. Lúc anh nền nông nghiệp mình nó phát triển theo hướng 4.0, hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Vậy đi. Đó, nghe anh Tám nói chưa? Hiểu rồi á. Bây giờ tranh thủ về nhà nấu cơm cho tôi ăn, rồi lo học bài nữa. Còn đứng ở đây hả? Đi. Dạ. Đi rồi. Câu chuyện
đúng là chị nghe rồi cũng thấy không ngoài văn ngồi đó làm gì mà cứ trụ nó hoài à. mình chạy theo ổng mà ổng thì không theo mình, ổng luôn thì lúc nào cũng dí theo mình, đúng là vô tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo. Cô gì đó ơi, cô ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm đi cô. Chị à, xin lỗi anh kêu ai vậy? Tôi gọi chị đó à, vui lòng cho tôi hỏi đường đi. Làm ơn cho mượn thẻ căn cước. Hỏi đường mà cũng cần thẻ căn cước đó hả? Để coi ông anh ở đây là bao nhiêu cái con giáp rồi mà ông anh dám kêu tôi bằng chị. Xin lỗi cô em nha, tại vì đi từ sáng tới giờ mệt mỏi quá, giả lại cây dù của cô làm tôi chói mắt nên nhận cô không ra. Xin lỗi cô em nghe. Cô em tôi cũng thích lỡ vậy, tôi cũng thích chập chờn vậy, giống như lỡ thì vậy đó. Vậy bây giờ cô em thích là gái già hay gái trẻ đây? Ai già thì mặc ai, còn tôi đây thì tôi trẻ, tôi thích trẻ, với lại tôi rất là trẻ, hiểu chưa anh? Xin lỗi cô em nghe. Bây giờ nhìn kỹ á, cô em giống như là 18 cộng vậy đó. Ý anh nói tôi trẻ trâu á hả? Tôi không có trẻ trâu à. Không có. Ý của anh nói là em gái xinh đẹp, tuổi 20. Vừa tròn đôi mươi đó mà. Vậy là có tai xíu. Anh muốn hỏi nhà ai nói đi, em kỹ cho. Nhưng mà nhìn tướng cũng ngon quá, kiểu này chắc về quê kiếm vợ gì nè, đúng không? Mà đúng cậu không đúng. Anh nãy giờ cứ hay quầy vốn quá à. Thật ra thì anh đi tìm vợ, nhưng mà tụi anh đã ly thân lâu lắm rồi. Bây giờ về đây nè, anh muốn nói lại tình xưa. Nói được càng tốt, còn không á thì cũng không sao. Có nghĩa là nếu như mà không nói thì ly dị cho xong, xong rồi cái kiếm vợ khác vậy hả? Đúng rồi. Nhưng mà sớm này ai đang ly thân ngoài chị Ba Xài ta? Không lẽ anh là... Ủa? Em biết chị Ba Xài hả? Đó. Chị thấy em chỉ đường cho anh đi. Bình tĩnh. Dạ thì anh rất là nổi tiếng ở đây mà, cho nên là nói cái là em biết liền. Em nói sao vậy? Sao anh nổi tiếng? Trời, nổi tiếng khóc sớm luôn. Thì hôm bữa chị Ba Xài đi về đây á, chị vừa đi chị vừa khóc, nước mắt á giọt ngắn giọt dài. Chị nói là chị bị chồng đánh đập, chủ phu lắm, dã man lắm, cho nên anh nổi tiếng lắm rồi. Trời ơi, cái bà này, bà dám nói xấu chồng nè. À, còn thêm cái nữa cho hỏi. Cái gì? Nhỏ nhỏ. Chị nói anh bị yếu sinh lý đúng không? Ê, cái đó không có hả nghe? Anh xui không biết được. Em muốn xem không? Bây giờ anh á, anh đi qua con đường này ha. Cái bắt đầu anh quẹo trái hai lần, xong cái anh đi qua một cái vườn trái cây, xong cái anh quẹo phải xong cái anh đi, tự nhiên mình quên đường luôn vậy ta. Anh đi qua một cái cây cầu, anh thấy có một cái con đường đan á, cái anh nhìn thấy một cái quán cà phê gọi là cà phê Diễm hồi xưa, ở đó là nhà chị Ba Xài á. Cảm ơn em nha. Em lấy không lấy cam. Em tên gì vậy? Em hỏi em tên là Út. Em tên là Quý Phi. Rất hân hạnh được biết Quý Phi cô nương nha. Dạ. Rất hân hạnh. Quý Phi cô nương nè. Dạ. Thỉnh thoảng mình gặp nhau nha. Gặp chi vậy không biết? Muốn hỏi thăm chuyện để hóng chuyện và tâm sự đêm khuya đó mà. Khuyên ngủ tiêu rồi, em ngủ sớm lắm. Thôi, cảm ơn quý vị cô nương nha. Bây giờ anh đi, để trễ rồi. Dạ anh đi. Dạ. Đây, cà phê nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Em mời anh. Trời, cà phê đá mà nóng hổi là sao?
Em nói nóng á là cái hơi của đá nó bay lên, chứ em đâu có nói á là thổi là theo kiểu mình uống nóng hổi là thổi đâu. Này mày đặt chơi chữ nữa ha. Sao đắng nhét vậy? Em có bỏ đường mà. Đắng ở trong lòng anh nè. Anh nói vậy người ta nghe người ta cười đó. Anh nói giỡn thôi. Bởi vậy cái nết của anh á thích chọc ghẹo người khác và thích gây người thương kẻ nhớ. Bởi vậy cho đến lúc này đó anh thấy đi, tuổi này mà anh còn chưa có lấy được vợ nữa, sống có một mình. Anh đừng có nói với em á là anh lấy cái ruộng cái vườn á về làm vợ của anh nha. Anh là nông dân mà không làm ruộng làm vườn á, lấy vợ về lấy cái gì ăn? Không có cái để nuôi vợ nuôi con thì làm sao mà hạnh phúc cho được. Hả? Anh nói vậy cũng đúng. Thì là quá đáng mà. Bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ cửa về đây tò te tú tí nhân tình ha. Cô thiệt là quá đáng mà. Anh bớt nói lại đi. Đây là anh Văn, bạn học của tôi từ hồi xưa đến giờ đó. Tôi luôn luôn coi anh ấy như là bạn trong gia đình vậy thôi. Thì ra anh là Thê Lương, chồng của bé Ba. Tôi tên là Thế Lương. Ờ thì Thê Lương hay Thế Lương cũng... Nếu nói Thê Lương không được thì nói tên Lương thôi. Ờ được, được, Lương, anh Lương. Tôi nói cho anh biết, anh nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện gì hết á. Rồi vu oan giáo họa cho vợ mình này nọ rồi. Tôi với bé Ba đây đang nói về chuyện hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình? Ừ. Nghe giống vợ chồng son quá ha. Rồi sao nữa? Tôi hỏi anh, gia đình anh có hạnh phúc không? Ờ thì... Mà bất chứng gì tôi phải trả lời anh hả? Chuyện hạnh phúc gia đình á là cả hai vợ chồng dung dáng với nhau, chứ không phải xuất phát từ một phía. Đó, chúng tôi đang nói về vấn đề đó đó. Nói vấn đề đó hả? Ừ. Thì hồi nãy giờ tôi có nói gì đâu hả? Hồi nãy giờ tôi không hề nói cái gì hết. Anh á đúng là lương lẹo. Hồi nãy anh vừa bước vô thì anh la lối sùm, rồi bây giờ anh nói là anh không nói gì đâu. Theo tôi á, chuyện gia đình á, hai người từ từ nói nha. Anh Văn à, tại anh không biết á, hai vợ chồng của em á lục đục từ mấy tháng nay rồi. Thì anh đâu có xen vào chuyện gia đình của em đâu. Nè, làm như em về quê vậy á, anh không đau khổ vậy? Nếu mà anh biết như vậy á, thì đừng có bồ bịch lăng nhăng. Em đâu có buồn, đâu có đề về quê ở. Nhắc chuyện này anh mới nhớ nha. Em đi đồn tùm lum á, nói anh là vũ phu hả? À còn... Còn gì anh nói ra hết đi. Anh Lương, mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ lên, chấp nhận sự thật. Sao nhiều chuyện quá vậy? Nè, anh có yếu sinh lý hồi nào đâu mà em đi đồn người ta nói là anh yếu sinh lý. Em cũng biết anh không có vậy mà. Nè, em không có nói như vậy. Mà em cũng chưa bao giờ nói là anh yếu sinh lý nha. Anh nghe ai nói hả? Ờ thì cái cô Út. Út nào? Ờ thì bà con hàng xóm nói hả, anh là người nổi tiếng nhất cái xóm này rồi nè. Em hay quá, nói xấu chồng nữa. Anh Lương, nhưng mà cái vụ đó anh có không vậy? Vụ gì? Cái vụ yếu sinh lý đó. Cái vụ đó là tôi là số dách kia chưa? Nha, đúng không? Đúng rồi, số dách. Nên anh mới đi lăng nhăng rồi để cho bé Ba đau buồn như vậy kìa. Thì cái chuyện đó nó cũng qua rồi. Chuyện đó, cái chuyện nó khó nói quá đúng không? Mà nè, anh đừng có nghĩ là anh sách vở về đây á là tôi cho anh vô nhà ở đó nha. Chuyện gia đình có hai người khó khăn quá. Tôi đi về trước đây. Tự giải quyết đi. Bảo trọng nghe. Tiền đó ngày mai anh qua anh trả nha. Nhìn cái tướng thấy ghét kìa. Muốn gì? Em, trời thì tối, còn mưa nữa. Cho anh ngủ nhờ ở đây đêm nha. Ngày mai đi sớm, không làm phiền em buôn bán đâu. Ngủ ghế đá cũng được. Ôi, nhà ông Mười có đám vui quá trời vui, sao anh không đi hả? Trời ơi, đang làm. Hôm nay là tới ngày rỡ bón phân rồi. À. Ủa mà sao anh bón phân sai gốc vậy, sao rồi nó hấp thụ được? Bón những nơi nào mà rễ dễ hấp thụ nhất.
Ủa kỳ ta, ủa mà sao anh biết? Trời ơi, đi học kỹ thuật nông nghiệp rồi đọc sách nè, kết hợp với lại kinh nghiệm, mình phải biết là sức khỏe của từng loại cây, rồi mình kết hợp với lại liều lượng phân, rồi cách bón phân cho nó phù hợp. Hèn chi đợt trước em bón sát gốc cây rồi trái hết trơn, héo queo luôn. Đó. À, anh nghĩ sao lời đề nghị hợp tác với em? Cái gì cũng phải từ từ, đừng có nôn nóng. Anh phải tìm hiểu kỹ trước đã. Những cái cây giống nào mà mình đang trồng nè, nó có hiệu quả thì mình cứ trồng thôi. Mình phải theo dõi nó. Anh! Ờ, người đẹp. Ủa Phi, em đi đâu đây? Đám tiệc sao không đi? Em thấy bên đám hát hò rồi toàn mấy chị hát, em nghe không có vô lỗ tai em được. Em thấy là mình nên làm một cái điều tốt hơn, đó là làm nước ra cho anh uống. Biết anh làm ở ngoài nắng á, nắng mà cháy da cháy thịt luôn á, cho nên là em mang nước ra cho anh uống. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, anh đang khát kinh khủng luôn. Anh thấy không, người yêu của em vừa xinh đẹp và vừa tốt bụng, lại hiểu ý, biết mình đang làm nắng nôi đem nước. Nước gì vậy? Hoài á. Hoài luôn á. Anh có con khỉ. Sao cứ vậy hoài vậy, hoài luôn vậy? Trời ơi, tự nhiên. Trời một cái. Trời ơi, người ta kêu bằng anh với em là gì? Là tôn trọng em, là cho em luôn luôn là coi như là được trẻ mãi. Tí lùm cũng đá chọn bóc đầu ta. Thì cái vụ trẻ thì chấp nhận được đi. Nhưng mà cái vụ nước thì không chấp nhận. Cái túi phải làm cho anh văng cái bộ. Anh uống đi anh. Anh không có khát, em đưa anh cho lần luôn nữa đi. Thôi no rồi. Út Phi à, anh có chuyện muốn nói với em. Cuối cùng thì cũng có chuyện muốn nói với em rồi đúng không? Đi về chú. Út Phi. Dạ. Anh biết em là người tốt. Dạ tốt hết, không cần tưới phân tưới gì luôn á. Nhưng chuyện gia đình của người ta, sao em nói ra nó vô để cho người ta cười cãi vậy? Làm như vậy là không có được đâu. Ủa em á, em không hề nha. Trời, tự nhiên là cái Đàm Tiếu nói em là em nói ra nó vô ý, là em nói nhiều chuyện á hả? Em không có nha, em không thêm bớt gì luôn á. Anh, em nghe ngoài chợ nói làm sao, khúc đầu sao, khúc giữa sao, khúc đuôi sao, em nói y bon gì, không thêm cái gì, cũng không có đảo tới đảo lui gì luôn á. Em học thuộc luôn á. Đúng đúng, cái này anh bậy, cái này em không thể nào binh anh được. Cái chuyện ba xài với Lương em cũng biết nè. Ta đồn hà rầm ngoài chợ, hai chồng ly dị rồi. Ở trong cuộc người ta hiểu cái gì, người ta gây lộn sao anh biết được. Anh người ngoài cuộc, tự nhiên ở đâu ở không, anh vô anh chắc người yêu của em. Anh như vậy là bậy. Ê, em ngồi xuống em nghe hay là em đi về trước đi. Ta nói chứ là người ta mới có ly thân mà nó ly dị, cái này em mới là thêm bớt nè. Thôi được rồi, cái chuyện gia đình của người ta mình phải hàn gắn, chứ đằng này á lại thêm dầu vào lửa. Giả sử gia đình của mình đi, người ta làm vậy thì sao? Đúng, sai. Em thử đặt trường hợp nếu mà là gia đình em đi rồi em thấy cái cảnh người ta nói ra nó vô rồi sao? Còn thí dụ mà hai vợ chồng người ta đó làm quề lại với nhau, chẳng khác nào em là đâm trọt. Hợp lý không? Ừ. Sai, không binh được, cái này không binh được. Ông ba phải vừa thôi ông ơi. Cái gì cũng phải, cái gì cũng cái này đúng. Tại sao ba phải dữ vậy? Mình thấy hai người ai cũng nói đúng mà. Cười quá à. Mà em á cười, em không có hề nói gì luôn. Anh lại nói em vậy, em tưởng đâu là anh nói cái gì lời đường mật gì, em tự nhiên nói mấy câu đó. Em không hề nói gì ra vô ai hết. Có sao nói vậy thôi. Nhưng mà thì được rồi. Nếu anh nói thì mới sẽ rút kinh nghiệm được chưa? Cái tính kỳ mỗi lần đụng tới là vậy đó. Mà nhìn cũng dễ thương ghê, giận lúc nào cũng dễ thương. Nè, tình cảm người ta dành cho anh đó. Anh chỉ nhận cái ca nước, không có nhận tình cảm. Gì? Vậy anh không nhận tình cảm nha. Vậy tôi nhận tình cảm này á. Nước chanh. Cái nhà trọ mà cũng tìm không ra nữa. Hồ nhau lên lớp quý phi cô nương này hả? Chờ xem, tôi sẽ phá nát cái gia can mà bà xài tôi mới hả giận. Nhưng mà không được,
Nếu như mà mình phá nát gia can của bà xài rồi á thì bà sẽ tự do. Đến lúc đó thì anh Văn ảnh lại không được, mình phải cắt đứt cái suy nghĩ này. Mình phải trở thành một người tốt bụng, mình sẽ tái hợp, mình sẽ kết nối, mình sẽ dung bồi tình cảm cho hai người đó hạnh phúc. Đến lúc đó anh Văn sẽ không có cơ hội, thì anh Văn sẽ thuộc về mình. Anh Văn ơi, anh sẽ nằm trong lòng bàn tay của quý phi cô nương này. Trời ơi, ở dưới quê này phí phạm thiệt chứ. Ủa, đúng là số đen thiệt, gặp chứ vừa điếc nữa. Trời ơi, chú già cả tới mức mà không biết phân biệt được trái dừa hay trái banh nữa hả? Anh đi gì kỳ lạ vậy? Thấy người lớn tụi gặp nạn á, không giúp đỡ, còn chọc ghẹo nữa mày. Thì con định đỡ chú vậy nè, mà tại con đùa giỡn chút xíu cho chú đỡ đau thôi. Ngồi dậy. Chú già thiệt rồi đó. Mày giúp tao á là mày hại tao đây. Đúng vậy. Cái xứ khỉ ho cò gáy này, tìm cái nhà trọ cũng không có nữa. Hình như chú là chú thê lương chồng của cô Ba Xài phải không? Sao mày biết? Nè, tao tên là Thế Lương chứ không phải là thê lương. Nghe mà thê thảm vậy mày. Thì Thế Lương, cái xóm ở đây nè nó nhỏ xíu hà, động tĩnh gì ai mà không biết. Kể cả chuyện á, chú lăng nhăng ở Sài Gòn rồi cô Ba Xài bỏ về quê, cả chợ ai cũng biết hết. Trời đất quỷ thần ơi, người ta nói tiếng lành thì đồn xa, mà cái này tiếng xấu không à, mà đồn xa dữ vậy hả? Bay còn hơi tên lửa nữa. Cái xứ gì nhiều chuyện ghê á. Nhìn chú có vẻ sang trọng ha. Sang trọng không phải bạc. Bây giờ mày giúp chú đi, chú tìm một khách sạn sạch sẽ, đẹp đẽ, mát mẻ, 4 sao, nhưng mà giá bình dân thôi. Khách sạn đẹp đẽ, sạch sẽ, 4 sao, 5 sao mà giá bình dân. Có luôn. Con xin trân trọng giới thiệu với chú là khách sạn 5 sao ở cuối xóm. Trời, ở đây có khách sạn 5 sao luôn hả? Có chứ chú, khách sạn mấy sao cũng có hết trơn á. Ở đây phát triển dữ vậy hả? Thì chủ khách sạn thứ mấy ghép tên sao vô thì thành khách sạn mấy sao thôi. Vậy là ông chủ đó thứ năm thì ổng đặt là khách sạn 5 sao. Chú cũng thông minh dữ ha. Trời ơi, cái tên khách sạn thôi mà cũng đánh đố chú nữa. Thôi, giúp chú chỉ chú đi. Nè bây giờ nè, chú nghe con nè. Chú đi thẳng tới cuối xóm, xong cái chú có cái ngã ba, quẹo phải. Cái con đoạn lên cây cầu chú quẹo trái, xong cái xuống cây cầu cái chú quẹo phải. Stop. Mày dừng lại đi. Sao vậy? Mày diễn tả tao chóng mặt luôn. Cái gì mà xuống rồi lên rồi trái rồi phải. Thôi. Tao đi hồi sáng giờ tìm nhà đã mệt rồi, gặp mày tao muốn điên luôn. Hả? Mày á, mày dám chọc kẹo chú đánh mày nghe mày. Tao lỗ hả chú? Tao bự bự ra. Dạ. Ủa chú Văn cái đấy đang làm gì đây vậy? Chú đang chỉ cho tí á trồng cây đó con. Đúng rồi. Trời, con thấy ở trên Sài Gòn á là có mấy cái máy mà đào lỗ trồng cây hiện đại lắm á chú. Nhưng mà tiền đâu mà mua mấy cái máy đó hả Trang? Thật ra mình sống cũng được, nhưng mà mình đang canh tác nhỏ, sử dụng mấy cái máy hiện đại quá nó không có hiệu quả. Đúng rồi đó. Nhưng mà mình cứ theo cái thủ thuật mà truyền thống như vậy á là mình sẽ bị một cái dòng luẩn quẩn vậy nè, được mùa mất giá đó chú. Nhưng chú đang canh tác theo mô hình là vườn ao và thử nghiệm một số giống cây mới
Nếu mà chồng thấy hiệu quả, chú sẽ đầu tư tiếp. Đúng là chú Văn. Ủa, mà chú, cái ao đó, rồi cái ao bên kia nữa, là nuôi gì vậy chú? Ao cá đó con. Mỗi một ao là một loại cá giống. Tại vì vùng quê mình xưa giờ là nổi tiếng về ươm cá giống. Ở đây là kính thưa các loại cá nước ngọt luôn. Cá giống ở đây là nổi tiếng từ xưa giờ. Cá lóc nè, cá cha, cá dê, cá bông, cá mèo hoa, cá tai tượng nè. Và bây giờ người ta còn ươm luôn cả cá koi nữa. Trời đất ơi, vậy mà tôi cứ tưởng là nuôi cá là để lấy thịt. Ai về đâu bán cá giống. Vậy bán nào mới hết? Vậy là Trang không biết rồi. Cá giống ở đây là cung cấp khắp cả nước luôn. Mình làm nông nghiệp không chỉ biết về kỹ thuật mà còn phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường để mà điều chỉnh đó con. Trời, chú nói con tưởng tượng ra là một cái mô hình kinh doanh cực kỳ lớn luôn. Y chang như ba con ở trên Sài Gòn á. Gì đâu mà lúc nào cũng tính toán thời gian là mua vô rồi bán ra đủ thứ hết trơn á. Rồi ba Trang làm nghề gì? Thì ba tôi á, kinh doanh nhiều thứ lắm. Nói tí cũng không biết đâu. Chú Văn, chú Văn cho con cuốc đất cái nha. Được thôi, tí chỉ cho Trang làm đi con. Kêu tôi thầy đi, tôi chỉ cho. Còn khuya nè, cầm thử cái cuốc đi. À Trang, cẩn thận đó con, coi chừng trúng vô cái chân nha. Dạ. Thôi hai đứa ở đây, chú vô lấy nước uống. Dạ. Coi nè. Cái gì Trang? Con có sao không? Thành Nhu, con cuốc trúng cục đá rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tiêu cái cuốc của chú rồi. Không có sao hết. Chú Văn. Ủa, thằng nhóc này cháu của Quý Phi cô nương hả? Đúng. Vậy là chúng ta có duyên quá rồi. Có một sự rắc thính không hề nhẹ đây đó Út. Ủa, mà sao anh á không có ở bên nhà bên bển để mà năn nỉ vợ, vuốt giận vợ, năn nỉ con đi, mà giác ba đô đi lông nhông ngoài đây làm gì vậy? Ấy, chắc là bị đuổi rồi. Đuổi cái gì? Thật ra thì anh không thích ở chỗ đó, nó không có thoải mái. Vả lại á, vợ anh nó năn nỉ quá trời luôn. Nhưng mà chỗ đó nó hẹp, hôi hám lắm. Xạo xạo. Ý. Có Quý Phi cô đưa ở đây rồi ha, là tất cả các tin tức nắm trong lòng bàn tay nè. Con nữa, ngoại dạy con sao? Sống làm người á là phải có tâm, phải là người tốt. Gặp người xa cơ lỡ bước á là phải chỉ đường cho đúng. Tại sao con chỉ vô khách sạn 5 sao? Ở đó vừa tốn tiền, nó rất là mắc. Đó á, là khách sạn để dành cho các cặp con trai con gái vào đó. Gì nữa vậy con? Nè Thịnh đi Út, giúp anh đi. Thôi bây giờ chỉ nè, anh đi đến hết cái xóm này, cuối cái con đường đan á, anh sẽ thấy một cái khách sạn, nhưng mà giá hạt dẻ, sạch sẽ, rồi... Cảm ơn Út nha. Con lỡ giúp người rồi, giúp luôn cho chó. Con dẫn chú đi đi. Tại, con có phải ô xin đâu. Không dẫn cô dẫn à? Đi Phi vô con đường, giúp tôi đi. Dẫn không? Hay là để vậy dẫn? Thôi để con dẫn. Đi. Cái gì vậy Chính? Đi nè đi, ta nói nó ngồi thơ thẩn ngoài bờ sông nãy giờ, không chừng bây giờ nhảy rồi đó. Chính đừng có nói gỡ, ảnh nhát lắm, làm gì mà dám nhảy sông chứ. Nhát cái gì, ta nói đây nè, ta nói nó từ Sài Gòn nó đi về hang rồi bay đành đạn bay đủ nó đi, ta nói nhảy sông tự giận là phải rồi. Trời ơi, ảnh 40 tuổi đầu rồi, ảnh đâu còn con nít vậy đâu Chính. Ảnh khùng, ảnh muốn nhảy sông chết kệ ảnh, con mặc kệ, con có lo đâu. Thế cái gì, may mừng vợ. Ta nói chồng nó sai quấy cái gì thì nói nó một tiếng, mày cứ ngang bướng như vậy ha, rồi hàng xóm người ta cười cho mày coi. Đi lẹ đi, trời đất ơi, ta nói đi nè, vô đây. Kì kì nó kìa, thấy chưa? Đã tại nó tính nhảy xong mà. Đi vô con, đi vô. Trời ơi, đừng có ngồi đó, té một cái là chết. Anh Lương, anh định làm cái gì vậy hả? Nhưng mà tôi chỉ... Nè. Nhưng gì cái gì?
Chính nói con nghe, con mà nhảy xuống con chết là con thiệt thân. Nó không có tiếc đâu, đừng có nhảy. Nếu như em không tha lỗi cho anh thì anh chết đi cho rồi. Anh đứng đó, anh quay lại đây. Cái gì là từ nói? Tại sao có thể làm những chuyện nông cạn như vậy hả? Để hại thân mình chứ. Nói cái gì nữa mà nói, ta nói nước chỗ này sâu lắm nha. Nó mà buồn lên, nó nhảy một cái chổng một cái là mất xác, không có vớt được đâu. Kêu nó về đi. Nếu như hai mẹ con không tha thứ cho anh, anh không tha thứ sống nữa. Ba, ba đừng có làm vậy con, ba. Con tới đây. Con tới đây. Qua đây, qua đây. Ba nhảy xuống đó. Rồi rồi thôi, nó qua đây rồi, nó qua đây rồi. Gì, anh cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ. Mẹ, mẹ tha lỗi cho ba đi. Chứ tôi không muốn mồ côi ba đâu. Khoan khoan, khoan khoan nha. Cái vụ này ta thấy giống cái phim gì ta mới vừa coi hồi khuya nè. Trời ơi, giờ này mà bà Chính không giỡn được nữa hả? Không phải giỡn, nó mà nhảy xuống sông. Khoan khoan, để tao kêu ông Tám lại live stream. Thôi mẹ, con tin bà Chính á. Thôi nó nhảy mà không live stream. Ủa mẹ, mẹ tha lỗi cho ba đi mẹ. Tha đi mẹ ơi, nó nhảy bây giờ đó. Nếu không thì anh ra đây. Tôi đồng ý. Ừ. Cảm ơn em. Anh xin hứa từ nay không làm hai mẹ con buồn nữa. Thôi, ngày mai gia đình mình về Sài Gòn nha. Dạ. Khoan đã, anh đừng có mừng vội. Cái gì cũng phải từ từ, phải có thời gian. Cháo nấu cũng phải từ từ nó mới nhừ chứ. Ờ, đúng rồi. Cái này cũng theo phe mẹ. Vậy cho anh về quán để phụ hai mẹ con nghe. Dạ. Nghe con gái. Ủa, ủa vậy là không nhảy à? Hết phim luôn rồi hả? Mẹ ơi, tao tưởng đâu là bay có nhảy. Tao tính tao kêu ông Tám gì. Anh Lương, anh Lương, em tới nè. Ủa, 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 anh hẹn em ra đây có chuyện gì mà sao đông dữ nè? Hẹn anh Lương. Chuyện này là sao hả? Anh nói đi, anh nói đi. Đến giờ phút này mà anh còn gạt tôi nữa hả? Em hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Tôi quá hiểu con người của anh mà. Anh muốn nhảy hả? Anh nhảy đi, anh nhảy liền đi. Mẹ. Em. Ba, con không có giúp cho ba được rồi. Coi như là ba mất cái cơ hội ngàn vàng rồi đó. Mẹ, chờ con. Mày nhảy liền cho tao, khỏi lại tiền, khỏi coi luôn. Đi về, đi về. Em ơi. Anh xin là ông bướm. Nếu em là gió, anh xin làm cánh bướm. Có liên quan nhau không anh? Có chứ em. Gió sẽ thổi căng cánh bướm như tình yêu của anh dành cho em đó. Ôi, anh nhất, anh nhất. Úc Phi xinh đẹp của anh. Dạ. Duyên tình đôi ta đã lên tới đỉnh rồi, cản không nổi em ơi. Anh Nhân ơi. Úc Phi xinh đẹp của anh. Anh Nhân ơi. Cuộc đời của anh sẽ có em mãi mãi. Anh Văn ơi. Úc Phi. Anh Văn. Úc. Ôi, hết hồn. Làm gì á? Người ta nói á, ban ngày mà nằm mơ thì chỉ có quan tưởng thôi chứ không có thành sự thật đâu. Để mơ đẹp nặng nó chạy ra kỳ quyết cách mơ của người ta là kể chưa. Chứ mà kệ Úc, có quyền mơ không? Thật người hoàn hảo như anh Văn thì sống mình đâu có mấy người đâu, có mình ảnh thôi. Con thấy á, chú Văn á, vừa đẹp trai, hiền lành, dễ thương nữa. Mà chú là một người quá hoàn hảo thì phải tìm một người xứng đáng thôi Út ơi. Cái thằng này xứng đáng là sao? Út cũng xứng đáng hả? Con không nghe ông bà mình nói à? Là vợ chồng
phải bổ sung cho nhau. Bổ sung? Ừ. Con thấy so về sắc thì Út cũng không có tệ. Út đẹp chứ không có dùng từ tệ em đó. Cũng đẹp hả chứ không đẹp. Còn về tài với đức thì thôi được rồi nha, nó xấu hổ người ta. Nó cháu mình mà sao suốt ngày nó cứ mô những cái chuyện gì mà đau lòng mình ra không nói vậy ta? Không nói gì mà nó nổi trội xíu được không? Chính vì vậy bây giờ thì Út biết rồi, Út phải dùng kế. Út sẽ dùng kế. Út dùng kế? Đúng. Út định bắt cóc con người ta hả? Con á nha, suốt ngày xem mấy cái phim rồi ảo tưởng này kia nọ rồi em áp dụng ra đời sống thật là không có tốt đâu đó. Bắt cóc cái gì bắt cóc ở đây? Chứ Út định làm cái gì? Út đang tính mà con giúp Út á thì sẽ được. Thôi thôi con không có biết gì đâu mà giúp. Ơi, ông bà người ta nói á, giúp qua giúp lại á mới gọi là quân tử chi giao, còn nếu không giúp lại á thì gọi là hẹn. Thì cũng được. Yeah. Alo, cục cưng hả? Anh nhớ em quá à. Anh đi công tác miền Tây, vài bữa nữa anh mới về. Anh có quà cho em đó. Trời ơi, ở đây cái gì cũng có hết, rẻ lắm. Vàng hả? Trời ơi, ở đây khô mắm gì cũng có hết, cô cá chi vàng ngon lắm. Được rồi, anh sẽ mua về cho em mà. Anh nhớ em quá à. Vậy đi, hợp đồng hả? Để về tôi ký cho. Vậy nghe. Ê, mày quăng vậy á, nước vô rừng đèo tao làm sao? Phải tại con đâu, tại nước mà. Kéo chú lên coi. Hồi nãy chú xuống làm sao thì chú tự lên đi. Mệt. Ơi. Nè, cũng nghe cái chỗ này à, cũng trái giờ này lúc nào á chú gặp mày cũng xui xẻo hết á. Nè, đền cho chú á. Cái gì đây? Nói lụa chú hả? Nè, con gái chú không đơn giản đâu. Không phải của Trang mà là của chú. Của chú hả? Nói đúng hơn á là của dì Út con tặng cho chú. Con chỉ là người giao liên thôi. Thôi. Cất đi. Mỗi lần á, nhắc tới dì Út bay á, ha, chú luôn gặp xui xẻo, ha, chuyện không có hên. Thôi, đi về đi, trả đi về đi. Con chưa nói hết mà chú. Chú, lúc này con thấy nha, cô Ba Xài với chú Văn, hai người đó thân thiết với nhau dữ lắm. Nhưng mà chú suy nghĩ kỹ rồi. Mà chú Văn á, cũng biết á, cô Ba đã có chồng. Coi cô Ba giống như là bạn bè tri kỷ mà thôi. Cũng giống như chú á, ở Sài Gòn á, chú cũng có nhiều á, em nuôi lắm. Nhưng mà cô Ba của Bay á, lúc nào bà cũng ghen tuông vô cớ, thiệt là đau đầu. Thì đúng rồi, con gì nuôi mà không ăn. Ê, còn cúng thì cúng, ăn thì ăn chứ mày. Thì cúng sao mà ăn. Thôi, lúc nào mình cũng lẻo sự hết á. Mày với dì cháu Bay y chang à, gà cùng một ruột mà. Mà con nghĩ lửa rần rơm thì lâu ngày nó cũng cháy rồi chú ơi. Nên là dì Út con mua quà này tặng cho vợ của chú là đúng. Có liên quan gì với nhau? Thì bây giờ nè, chú với lại cô Ba Xài mà hai người quay lại với nhau á, thì chú Văn sẽ mịt mù tăm tối. Là lúc đó cô Út con sẽ có hy vọng. Cho nên là chú thấy không, một mũi tên thôi mà bắn trúng hai con cò. Thì ra Út Bay cũng có ý đồ ha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn dì cháu Bay. Có gì đâu. Chú đi nghe. Đậm đà tình thương có cả miệt dương, làm sao dễ quên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.